Hello, chào cả nhà nha. Hôm nay mình có chuyến đi rừng. Thì hôm nay mình đi ra đây cái hòn đảo á. Đảo này. Sẽ quay lại cho cả nhà mình xem những cái phong cảnh chỉ có 102 nha. Đó, mình sẽ quay cái hòn này ra đẹp không? Đấy. Rất là đẹp nha. Bây giờ mình xuống ở dưới đó, mình quay cho cái phong cảnh này. Đó, hùng vĩ không? Phong cảnh tuyệt là đẹp. Ừ. Chỉ có những cái vùng hẻo lánh sâu xa như thế này mới có được phong cảnh như thế này nha cả nhà. Rồi mình sẽ đi xuống này. Quay luôn xuống này xem. Đây là cái đường mòn mình vừa đi ra. Trời ơi đẹp. Đây là đúng phong cảnh này. Phong cảnh hữu tình luôn. Chỗ này quá như một cái cổng trời. Rất là đẹp. Chim yến quá nhiều. Hôm nay mình chỉ quay lại một số phong cảnh này để cho gia đình mình ngắm nha, ngắm để trải nghiệm. Rồi yến nó lập tổ ở trong cái hang đấy. Đó cái nhà mình thấy không? Đó nó bay vô đấy, bay ra đấy. Phong cảnh tuyệt đẹp. Ở dưới là hố nước trời này đấy, cảnh tượng thật là hùng vĩ luôn. Cái này là tự nhiên, đây là tự nhiên hết tất cả. Mình sẽ sơ xuống mình quay cái nước ở dưới đó. Đường này mình phải đi cẩn thận nha, đá nhấp nhô, mình phải tìm cái chỗ nào mình dễ đi nhất thôi. Mình sẽ quay lại cái cảnh nha. Đấy. Ở nhà mình nghe tiếng sóng vỗ vô, vỗ vô đá ầm ầm á. Rất là thằng nghe rất là đã tai luôn. Ồ, nước trong veo. Nước trong veo. Đây là tổ yến. Quay rõ tổ yến cho cả nhà xem. Tổ yến quá nhiều. Quá nhiều một cái cổng trời vậy cả nhà. Sáu. Kia là sáu. Đó có tổ sáu nữa nha cả nhà. Tổ sáu nó đang thăm mọi người. Đó mình coi thử mẹ nó tha vô ổ có hay là không thăm mọi luôn. Ủa nó ở trên chỗ cao. Đỉnh cao á. Ồ cái đỉnh luôn. Đấy. Cái này rất là cao nha. Ở đây thì mát. Đấy. Rồi mình sẽ đi qua khu kia, mình quay tiếp cho cả nhà mình xem. Trên hòn núi mình nó có một cái cây gì ôi trời ơi, sao á, đang bò dưới vách đá treo leo luôn, đúng không? Nó hai cây hai bên tuyệt là đẹp. Và chỉ có những tuyệt tác của tự nhiên nó mới được vậy nha cả nhà. Rất là đẹp. Mình ra đây mình lần đầu tiên mình cũng ra đây mình được quay được cái cảnh này đấy. Mà đi khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ đi bộ ra đây. Nói chung là mục đích để mình quay phong cảnh thôi. Coi tiếc thì cũng không quan trọng lắm. Đó, có cũng được, không có thì cũng không sao. Đấy, bên kia cũng là núi đó. Rất là đẹp, chúng ta xa bây giờ cho cả nhà xem. Đấy, én bay rất là nhiều, rộp trời luôn. Ồ, quá đẹp. Bây giờ mình tiếp tục mình đi băng qua khu này. Rất là đẹp rồi cả nhà. Kia là tàu thuyền đang neo. Rất là đẹp. Đó. Thấy không? Đá. Dứa. Sóng của quá chừng quá đẹp luôn. Mình
chút cho lại có một cái coffee lao đang nằm ở trên đó. Cây này không ai trồng đâu nha, nó bay hồ có tự mật á. Đó, lát đá này đẹp tuyệt vời. Hồi xưa giờ mình chỉ thấy ở trong tranh ảnh, nhưng mà hôm nay mình tận mắt đây mình thấy được sự thật luôn á cả nhà. Đó, mời vào mình quay lại như quay lại hình ảnh chân thật luôn để cho cả nhà mình cùng xem. Đó là cái kìa cảng biển bao la luôn, phong quỷ. Trên đây mà anh em chúng ta có điều kiện thì ra ngoài này chơi nghỉ dưỡng này, ngắm biển này. Nói chung thì cũng ở quê thì không có tốn kém gì đâu, chỉ tốn cái công đi thôi. Hôm nay mình cũng bỏ cái công ra mình đi để mình ngắm cái khu rừng này. À, thì cái núi này sáu nó đã có con nha, tha mồi giờ tổ muốn bắt nó phải leo trên này, nhưng mà mình không mạo hiểm để bắt nó đâu. Đó, không cách nào, mình không có điều kiện mình qua có cái chiếc xuồng ở chiếc ghe mình sẽ bay ra chỉ cho phía sau đó, mình quay lại phong cảnh đẹp lắm. Mà ở đây thì mình chỉ đi bộ thôi, mình không có thể qua được cái hòn núi này, mình chỉ quay được một mặt trong thôi, nhưng mà cũng đã đẹp lắm rồi. Qua thì kia nó chắc ngã người luôn, nhìn cảnh thôi đẹp lắm đó cả nhà. Công nhận mình thấy cái chỗ gì mình chưa gọi là cổng trời đẹp thiệt, nó thạch nhũ á, đá mà gió nó luồn qua cái lỗ này nó tạo đá mà nhấp nhô nhưng mà thạch nhũ luôn cả nhà, không cao thấp nhấp nhô tuyệt đẹp luôn đấy. Đó, nhúng thạch nhũ. Công nhận đi qua chỗ này mình ngắm miết đẹp rồi. Đá nó có rất nhiều quần đá khác nhau rồi, từ trên xuống dưới răng hết đã trắng nha, quăng đá tuyệt đẹp. Đục đá quá đẹp luôn, còn nó tróc cái quăng ra do thời gian nước chảy nó mòn cả nhà, mòn nó tróc những cái quăng đá ra. Mùa kia là sóng nó to rồi nó đập được tới trong này cho nên nó bào mòn cái khu này. Giờ mình sẽ theo cái đống mòn kia mình lên qua cái đỉnh kia, mình quay thêm một số phong cảnh cho cả nhà mình xem nha. Hôm nay mình thấy phong cảnh đẹp quá, đây một phong cảnh hùng vĩ luôn. Đây cũng là một tuyệt cảnh luôn á, không đẹp bằng ở trong kia nha, nhưng đây là cũng hay rồi. Không đẹp bằng cái cổng trời hồi nãy, có thạch nhũ đá do thời gian gió mưa bào mòn ở tróc như những cái thạch nhũ. Đây còn đá ra tuyệt vời. Đây là mình chỉ quay trong camera thôi nha, nhưng trong hình ảnh thật sự ngồi tự nhiên thì đẹp hơn trong máy rất là nhiều lần cả nha. Dùng biển lần đầu tiên mình đặt chân ra này, mình bị thu hút cái phong cảnh này nên coi mình đổ qua một bên ngắm cảnh thôi. Người ta có điều kiện thì người ta bỏ tiền đi du lịch, còn ngày hôm nay mình không có điều kiện thì mình bỏ công mình đi du lịch cũng được. Ngoài đây quay xuống dưới bãi biển, xuống dưới những hang biển. Bây giờ thủy triều bắt đầu cạn nha, những hòn đá nó đang đèn đèn, tí nữa là chiều là nó sẽ lòi đá lên hết, thì bây giờ vẫn còn đang cao. Khoảng chiều này khoảng 2 tiếng nữa là cạn, nó cạn thì ló hòn đá ra có thể ra đó chơi được, nhưng bây giờ thì không dám mạo hiểm ra đó đâu. Bên kia cũng là bên này cũng là biển, xa bên kia có cái hòn nữa, qua nào mình quay xưa cái hòn bên kia cho cả nhà xem nha. Đấy cả nhà thấy không, mà kia cũng là một cái hòn thì cả xa nằm ở dưới gọi là đảo luôn cả nhà. Đó, xa lây lắc bên kia cũng có coi sạch âm tập nữa, mà chắc chắn là mình không ra về đó được đâu. Ấy hòn đó có coi có ấy rồi, rất là xâm xưa nha. Anh em nào ra ngoài hiểm bắt tổ sáo đen á, sáo đen nó đậu nó có tổ nha, nãy giờ tham mua vô cho con ăn rất là nhiều ổ lắm.
tổ yến nữa. À, thấy sáo đang đậu ở trên cái mua mấy chùm đá không? Sáo đen á. Sáo. Sáo này nó thường để ở ngoài biển đảo những cái hang đá nha cả nhà. Chứ nó không phải như cái sáo ái kia đâu mà nó để trên bọng coi. Đó đó nó bay lên đó 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 đó. Của mình thì nó chỉ để trên toàn là kẹt đá hang đá thế này thôi. Nó khô lắm, bắt không được ở đâu. Thấy chỉ thèm thôi. Nhưng mà mình cũng không bắt. Đó, thời gian của anh em đi không đi chơi đã, tao bây giờ đi trên đường vừa đã này. Đó, ra đi trên dịch núi dưới kia là biển. Đó, nhìn quay sơ xuống biển thiệt là đẹp. Yeah, thì chưa giờ càng rồi rồi đá lên. Đẹp đá. Chào cả nhà. Đường mấy anh em đi ra ngoài này chơi á, giờ đi về. Nói chung là mang đồ cầm theo chỉ đâu coi, mà ra lại tất cảnh đẹp quá, đường có đường biến ngắm đã rồi giờ mấy anh em đi về. Để đi trước là ông bạn, mình đi sau. Anh em thì giờ vô cũng tới vô nhà dân. Đó, ông bạn đi trước. Bằng ngày công nghiệp đấy mà ngoài lái ông nói núi mà núi gì đây công nghiệp nó phải là cái rừng đâu công nghiệp nó lá to hả lá to hả à, hoa nó đẹp. Sốt giờ giờ mà tao bến không nhiều cơ. Sống thì lớn rồi, ước mình cũng có. Đào qua mai không? Cho mai cho chuột cường kẻ tí rồi, cho mai dắt đào á. Mai 53 triệu giống đào mai tảng tỷ rồi thôi lệ. Mai đó chắc 4 5 mới 5 rồi. Nếu bây giờ cạn hơn là sáng rồi này. Sáng ra nước rồi đi không được giờ đi được mẹ. Được. Kinh. Chân dập kỹ ra ha. Cá gì không? Cá gì mà cá ha. Cái một cái dưỡng cái dạ. Cái giò con. Dạ con. Quá nhiều hen, nó vô nó ăn gì đâu nhiều dữ ta. Cái
đủ các con quá nhiều, đàng đàng luôn. Ui xô chảy đen nước luôn. Ui dạ rồi, các cái cá vô. Ui cá nắp ra rồi, quá nhiều cá vô sát bờ luôn. Đào cả đâu đen nước đó. Ôi dù, ôi dù nhiều dưới trận. Xúc bây giờ đi tới tới chỗ á, vừa quá, vừa quá không. Rồi xin kết thúc video tại đây.